Xin chào anh em, tôi quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Ngay bên dưới video này có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất, không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Cảm ơn anh em đã tin tưởng theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay Thiện Phú review 46 mẫu sản phẩm, bao gồm đó là đồng hồ, nhẫn và bộ chén này. Đây là mẫu số 1. Con này là con đồng hồ hiệu là Patek Philippe Geneva. Con này chạy máy automatic, chạy dòng máy của Miyota 21 chân kính của Nhật, máy vàng, lỗ cơ sau. Con này size 40.59 nha anh em. Khóa nguyên zin. Mẫu số 1 giá là 2.1 triệu. Có mẫu số 2. Mẫu số 2 con này hiệu là Aurel Classic như này. Mặt màu trắng và lỗ cơ trước, lỗ cơ sau. Con này chạy cũng là chạy automatic, dòng máy nội địa Nhật. Dây khóa nguyên zin và cái con dây khóa, cái dây này nó hơi cũ, anh em có thể thay một bộ dây da mới nha. Size 38.16. Mẫu số 2. Mẫu số 2 này giá là 1.7 triệu. Qua mẫu số 3. Mẫu số 3 con này là hiệu là Omega Seamaster nha anh em. Seamaster nó để là chống nước 300m nha anh em. Con này liền xoay được núm xuống ốc, mặt xanh. Size 41.41. Phía sau này có một con ngựa biển. Con này mẫu số 3. Mẫu số 3 này giá là 2 triệu. Qua mẫu số 4. Mẫu số 4 con này là một con đồng hồ hình, nó là hình
giống cái mỏ neo nha anh em, hình như có mỏ neo, giống hai mỏ neo. Viền nó mạ vàng hồng, lột cơ sau, chạy máy của Thụy Sĩ. Size 39.10. Con này mẫu số 4, giá là 3.500.000. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5 con này là hiệu là Seiko nha anh em. Con này hiệu Seiko. Có hỗ trợ cúc phụ nha anh em. Mặt xanh. Con này lột cơ trước và lột cơ sau. Mắt in Japan. Size 40.11. Đúng, nó có chữ S nha anh em. Con này mẫu số 5, giá là 2.500.000. Qua mẫu số 6. Mẫu số 6 con này hiệu là Siwit nha anh em. Con này chạy tự động, chạy automatic. Máy Thụy Sĩ. Dây của nó là dây co giãn. Size 36.16. Mẫu số 6 giá là 1.800.000 nha anh em. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 con này hiệu là Sa Son nha anh em. Mặt nó màu trắng. Con này chạy 21 chân kính. Nó để là Swiss Mat. Chạy cơ cót nha nè. Size 36.27. Dây co giãn. Dây còn khá là mới.
mặt nó mặt zin nha anh em, nguyên zin, cọc số nó nổi, cọc số bên ngoài này nổi cọc bự. Con này mẫu số 7 nha anh em, giá là 1.600.000. Con này để mở máy cho anh em coi thử nha. Máy nó đây nha nè, máy nó là cũng để là thị sĩ nha nè, đây nè, Swiss Mat này, đóng cái này Swiss Mat nha nè. Máy nó thì máy cũng bình thường. Con này mẫu số 7 giá là 1.600.000. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 con này là con hiệu là Rolex. Chạy 3 cốc 6 kim. Niền nó xoay nha anh em. 3 cốc 6 kim. Mình chỉnh này. Mình muốn chỉnh thì mình dặn cái nấm này ra này, dặn cái này ra chỉnh. Mình bấm nút này thì cái kim nó nhảy đây. Bấm nút trên thì cái lực này nó nhảy. Xong mình dặn lại nha anh em, dặn lại như thế này. Size 40 đó, ở đây thì 41.6 nha anh em. 0.06, 41.06. Dây đờ mi vàng nha anh em. Sau làm in bằng inox. Con này mẫu số 8 giá là 1.800.000. Qua mẫu số 9. Mẫu số 9 con này hiệu là Zozo Rexy nha anh em. Con này chạy cực tự động. Lùa cơ trước và nó chạy hai múi giờ nha anh em. Múi giờ ở trên nhỏ như thế này và múi giờ dưới. Đó, nó chạy hai cái song song với nhau. Đồng hồ này là đồng hồ của Nhật nha anh em. Lỗ cơ sau. Size 39.92. Con này mẫu số 9. Giá là 1.900.000 nha anh em. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10 con này là hiệu Fossil. Con này có hỗ trợ quốc phụ. Size 42.92. Con này chạy 2.5 kim nha anh em. Lỗ cơ trước và lỗ cơ sau.
Nên mẫu số 10 giá là 2 triệu. Qua mẫu số 11. Mẫu số 11 con này là một cái quạt lửa. Mã vàng. Quạt như này, như này. Con này mẫu số 11, giá là 1,1 triệu. Cái quạt lửa đó hình như là của Nhật nha anh em. Còn cái con quạt lửa này là mã số 12. Mã số 12 con quạt lửa này là hiệu là Đâm Hiu nha anh em. Đâm Hiu này. Con quạt lửa này là nó để là Squid Mat của thị sĩ. Squid Mat đây. Đang trái nha anh em. Một quạt của thị sĩ. Đâm Hiu. Con này mẫu số 12, giá là 900k. Và mẫu số 13, mẫu số 13 con này cái lịch của nó rất là hay, đó là nó nhảy từng cái này. Có cái chấm này này, chấm màu đỏ này là nó nhảy từng bậc như này. Em hiện tại là xu này. Bây giờ mình chỉnh là nó nhảy này nha này. Điều chỉnh cái cây kim nó qua chỗ khác cho anh em dễ nhìn. Nó nhảy xuống xuân rồi nha anh em. Chỉnh này, chỉnh lệch này. Và chỉnh ngược lại chỉnh ngày này. Vị trí thứ này tuy này. Đó. Xong mình chỉnh xuống dưới nha anh em. Chỉnh xuống dưới này, đó. Quét đây. Chu đây. Re đây. Set đây. Đấy, nó cứ nhảy ngày nó để cái chấm như này là mình biết là ngày mấy nha anh em. Mặt của nó là mặt trắng men. Đồng hồ này là đồng hồ của Nhật. Size 40.10. Made in Japan. Japan Woman. In 1991. Con này mẫu số 13, giá là 650k. Con mẫu số 14. Mẫu số 14 con này là hiệu là Harrison nha anh em, Diamond. Con này chạy radio control nha anh em. Radio control. Niền là bằng đá. Chạy bằng pin năng lượng mặt trời nha anh em. Con này size 41.45. Con này mẫu số 14, giá là 1,5 triệu. Da làm bằng đá và cái này nó cũng làm bằng vàng. Con này có thể mình phơi nắng nó chạy như này. Qua mẫu số 15. Mẫu số 15 con này là hiệu là Citizen. Mặt thay là màu vàng như này. Size 38.72.
Con này mẫu số 15, giá là 850k. Qua mẫu số 16. Mẫu số 16 con này là hiệu là Oren. Mặt nó hai lòng. Chống nước nó để 100m. Có một cái số lịch ở đây. Size 36.79. Dây khóa nguyên zinc. Oren, đồng hồ nội địa Nhật. Con này mẫu số 16 nha anh em, giá là 800k. Qua mẫu số 17. Mẫu số 17 con này là một con đồng hồ Citizen. Citizen Access nha anh em. Citizen Access. Mặt rất là đẹp nha anh em. Con này chạy pin. Liền của nó làm giống như là bằng bằng đá vậy. Dây của nó là dây co giãn. Size 28.94. Con này mẫu số 17. Con này mẫu số 17, giá là 800k. Qua mẫu số 19. Sorry anh em là mẫu số 18. Qua mẫu số 19. Mẫu số 19 con này là con hiệu là Elgin. Toàn thân nó là bằng titanium. Chống nước 100m và chạy 3 cốc 6 kim nha anh em. Titanium. Con này size 38.62. Con này chạy pin luôn. Con này mẫu số 19, giá là 650. Qua mẫu số 20. Mẫu số 20 con này là hiệu là Seiko AGS nha anh em. Grid. Con này chạy pin vừa pin vừa cơ. Nó có một cái hoa lăn trong này. Mặt của nó là giờ hoàn toàn mặt nha anh em. Rất là sáng, rất đẹp. Size 38. Hơn 38 một chút nha nè. Mặt và quan toàn mặt. Con này mẫu số 20, giá là 1.100.000. Con này là đáy của nó đúc luôn nha nè. Đúc luôn nè. Trên của AGS. Nó có một cái ba lăng trong đó nữa nha nè. Mình lắc nó sẽ nghe nó như có qua lăng. Giống như là tự động vậy. Có qua lăng giống cái bánh xe tự động. Mà hôm nay là nó lắc để nó sạc pin vô như này. Số 20 giá là 1.100.000. Qua mẫu số 22. Mẫu số 22 con này là một con đồng hồ của Nhật nha anh em.
mặt rất là đẹp, nó làm bằng chất liệu cũng rất đẹp luôn nha anh em. Làm bằng đá giống như là mình làm bằng đá mã não á. Cái kết hợp đá này với mạ vàng hồng như này, viền này vàng hồng, mặt rất là đẹp, kim cọc số đều là nó màu vàng hồng như này. Size 35.51. Đồng hồ này là đồng hồ của Nhật. Japan mode. Cái này mẫu số 22, giá là 750. Còn số 23. Mẫu số 23 con này là hiệu là Roger. Cọc số đính đá hết nha anh em. Trừ ô cửa số lịch, trừ ô cửa số lịch này ra thì nó không đính viên đá. Còn lại đính đá hết. Size 36.20. Phơm của nó là phơm con Rolex như này, liền khía. Dây đờ mi. Con này mẫu số 23, giá là 750. Con này cũng chạy pin luôn nha nè. Qua mẫu số 24. Mẫu số 24 con này là con đồng hồ siêu phẩm nha nè. Nó đĩa vàng 999.9 nha anh em. Finlay Gold. Thương hiệu nó đây. Đến hai viên đá nằm ở góc 12 giờ. Góc này một viên. Dưới 6 giờ một viên và góc 3 giờ một viên. Nhìn như một cái tấm thỏi vàng nha anh em. Đế gold này, gold studio 999.9. Size 32.44. Nữ hoặc nam tay nhỏ đeo được nha anh em. Mặt rất đẹp. Chạy hai kim nha anh em. Màu hình còn rất là mới luôn. Con này mẫu số 24, giá là 2.2 triệu. Đồng hồ đó là đồng hồ của nội địa Nhật. Qua mẫu số 25. Mẫu số 25 con này là đồng hồ hiệu là DVD. Con này cũng chạy hai kim. Kim nó màu xanh. Nó có cửa số lịch nằm ở góc 6 giờ. Cái viền của nó là nó mạ vàng hồng. Size 38.19. Còn full hợp
dây còn nguyên zin, dây rất là xịn sò như này. Cái dây này mình để như thế này là nó màu hơi đậm sậm, mà mình bẻ như này mà nó ra chuyển qua màu, chuyển qua màu nhạt hơn như này. Đây, để như này đậm hơn, mình bẻ ra như này thì nó nhìn thấy nó nhạt hơn chút, chuyển màu. Con này mẫu số 25, giá là 950k. Con mẫu số 26, mẫu số 26, con này là con đồng hồ quả quýt như này. Đồng hồ quả quýt chạy 2 kim và nó là bạc đúc 925 nguyên khối. Size 35.78. Silver 925 nha anh em. Thì chỗ này là Silver 925. Con này mẫu số 26. Giá là 850k. Bạc đúc nguyên khối. Con này mẫu số 27. 27 con này là một con đồng hồ hiệu là QR nha anh em. QR chạy là Surograp. Mặt nó màu tím như này. Màu tím khói. Con này size 36.06. Mẫu số 27, giá là 1.200.000. Chạy máy Nhật luôn nha anh em. Qua mẫu số 10, mẫu số 28. Mẫu số 28 con này là hiệu là Sima, nhìn cực kỳ đẹp. 12 cục số đều đến đá hết. Nấm đính đá luôn. Nấm đính đá và máy của nó là dùng máy Thụy Sĩ nha anh em. Size 30.91. Con này mẫu số 28, giá là 1.300.000. Cái hạt rất đẹp. Qua mẫu số 29, con này là con hiệu Swatch.
Swift. Swift Swift. Con này cũng chạy pin luôn nha anh em. Còn phun hợp. Dây da nguyên zin. Size 24.76. Toàn thân nó làm bằng nhựa. Nhựa của thị sĩ. Nhựa nguyên trong. Trong mình thấy cả cái bộ máy của nó luôn nha anh em. Nó hoạt động mình thấy cả nhông xoay luôn nha anh em. Con này mẫu số 29, giá là 600k. Còn mẫu số 30. Mẫu số 30 con này là hiệu là một thương hiệu của thị sĩ luôn, còn full hợp. Nó làm bằng kim cương nha anh em. Đá làm bằng kim cương này, diamond. Baruga. Kim cương nó để là diamond thì không biết là kim cương thật hay là kim cương nhân tạo. Khá là mới nha nè. Size 28.06. Con này mẫu số 30, giá là 1.300.000, full hợp. Và mẫu số 31 nha anh em. Mẫu số 31 con này là con đồng hồ hiệu là Block Giana. Đính đá rất là nhiều nha nè. 4 chân dài đính đá luôn. Size 41.11. Con này chạy pin. Chạy 2 kim. Dây da nguyên zin rất là xịn sò. Con này mẫu số 31 nha anh em. Mẫu số 31 giá là 2.1 triệu. Còn mẫu số 32. Mẫu số 32 con này là hiệu là Hilton. Size 19.08. Toàn thân mạ vàng. Con này chạy 2 kim nha anh em. Con này mẫu số 32. Giá là 600k.
Qua mã số 33. Mã số 33 con này là hiệu là Technot. Con này chạy cơ cót nha anh em. Toàn thân nó màu bạc. Lên cúc tay. Khi mình đeo là mình xỏ qua đây. Chạy hai chim thôi nha anh em. Con này là đồng hồ của Thụy Sĩ. Size 17.33, con này mẫu số 33. Giá là 600k. Qua mẫu số 34, con này là con đồng hồ chạy một cốt nhưng mà 6 kim nha anh em. Một cụ nữ luôn. Con này mẫu số 34. Size của nó là 31.47. 31.47. Con này mẫu số 34, giá là 550k. Qua mẫu số 35. Mẫu số 35 con này là đồng hồ của Thụy Sĩ nha anh em. Chạy cơ cót luôn. Sorry anh em là cơ cót nha anh em. Con này cơ cót chứ không phải pin. Cơ cót. Con này là Squid Mat này. Cái cốt. Toàn thân nó màu bạc. Màu bạc như này. Đeo cổ tay nào cũng vừa hết, không có được co giãn này. Chạy cơ cốt. Máy của Thụy Sĩ nha nè. Đây, máy nó đây nha nè. Con này mẫu số 35. Giá là 1 triệu nha anh em. Xem dừa ở đây, mở ra. Mở nắp ra và xem dừa được. Qua mẫu số 36. Mẫu số 36 con này cũng là đồng hồ của Thụy Sĩ luôn. Squid Mat này. Là trăng sao. Size 25 gần 26 nha anh em. Con này mẫu số 36. Giá là 950k. Mẫu số 37. Mẫu số 37 con này là con đồng hồ của Nhật luôn.
làm cái kiềng, đấm đến viên đá như này. Trên này nó làm hoa văn. Con này size 24.82. Mẫu số 20 mẫu số 37 giá là 700k. Còn mẫu số 38. Mẫu số 38 con này còn full hợp. Hiểu nó đây. Đo Medio Volant của Italy nha anh em. Thương hiệu Italy. Đính đá rất là nhiều, rất đẹp. Con này chạy biên chạy 3 kim này nha anh em. Chạy 3 kim. Size 38.20. Trên cái mặt số nó để này. Đo này. Medio Italy. Con này là thương hiệu của Italy và dùng máy sản xuất tại Nhật. Sản xuất tại Nhật này. Con này phun hợp rất đẹp luôn. Đá rất là nhiều màu nha anh em. Hợp cũng nhìn rất là đẹp. Con này mẫu số 38 giá là 2.3 triệu. Qua mẫu số 39. Mẫu số 39 của này là một chiếc nhẫn bạc đúc, bên ngoài cẩn vàng 10k. Hình cũng kêu đầy bàn. Con này là 1971 nha anh em. Hình con chim đại bàng này. Đá màu đỏ chất cảnh. Size 19. 19.33 nha anh em. 19.33. Con này mẫu số 39. Giá là 1.700.000. Mẫu số 40. Mẫu số 40, con này là con 5963. Hình con chim đầy vàng đây. Lô này là bạc đúc hết nha anh em. Bạc đúc bên ngoài cổng vàng 10k. Đá hình mắt mèo màu xanh lá cây. Con này size 21.32 nha anh em. 21.32.
Con này mẫu số 40, giá là 1.800.000. Và mẫu số 41. Mẫu số 41 con này là con đồng con nhẫn bạc đúc với ngọc cẩn vàng 10k, đám nó chắc cạnh nha anh em. Năm 1956. Cẩn vàng với ngòi 10k luôn, bên trong bạc đúc. Con này size 19.10, 19.18. Con này mẫu số 41, giá là 1.700.000. Và mẫu số 42. Mẫu số 42 con này cũng vậy. Bạc đúc bên ngoài cẩn vàng 10k, đá mắt mèo. Năm 1960 nha anh em. Hoa văn rất đẹp. Nổi. Size 21.03. Con này mẫu số 42, giá là 1.800.000. Và mẫu số 43. Mẫu số 43 con này cũng là bạc đúc bên ngoài cẩn vàng 10k, năm 1945. Size 20.61. Con này mẫu số 43, giá là 1.800.000. Qua mẫu số 44. Đây là một cái chén vàng. Mạ vàng nha anh em. Chén mạ vàng 24k. Sao để 24k một cái nha em, hai cái mà vàng 24k và ba cái hai cái chén nhỏ thì một cái là 300k, còn cái chén lớn là 400k. Chén nhỏ kích thước của nó là 74.62. Còn chén lớn là 104.33. Mua lẻ thì mỗi cái là một cái là 300. Hai chén nhỏ. Chén nhỏ là mỗi cái là 300, còn chén lớn là 400. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật. Và xin hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo.